xin chào đại gia đình. Xin chào mọi người. Hôm nay sáng sớm hai vợ chồng mình quay một con heo nho nhỏ để đứa em Út qua bên cái xịt qua nó khai trương cái nhà mới mua để cho mướn. Cho nên nó nhờ quay con heo để cúng. Nãy giờ quay cũng được tiếng rồi đó ha. Chờ thêm 2 tiếng nữa đi. Sao? Cái đầu rồi đó con vậy. Sau khi 2 tiếng bây giờ lấy heo ra. Xong rồi. Chuẩn bị để em nó đi cúng nhà mới. Bỏ bông gì lên không? Gắn cái bông. Đẹp. Cái này là con heo gái hả? Hả? Gái hả? Gái trai gì cũng được, thấy không? Đẹp không? Wow. Rồi, kiếm gì nhét cái miệng nữa. Táo hả? Cảm ơn anh chị nhiều nha. Chúc may mắn nha. Chào bà con cô bác, xin chào bạn bè nha. Bữa nay mình đã tới quay cho người coi cái nhà này, một đứa em Út của anh Thành mới vừa bên Texas ở Texas đó qua mua căn nhà này để cho mướn, cho vacation những người mà đi chơi ở phương xa tới mướn vacation house á. So, hôm nay là ngày đầu tiên nó dọn vô để ngày đầu tiên nó nhận cái nhà này nha. Và cho nên mình có quay một con heo quay để cúng nhà mới. Cửa gara đã mở lên rồi. Đây. Nhà mới. Ủa má tới lần đầu tiên luôn hả má? Vậy hả? Còn cái bàn đây heo nằm trong đây. Dạ heo nhỏ má, heo sữa. Giờ ba má vô trong nhà tham quan đi má ơi. Ba má ơi để... Long có để bàn luôn hả Long? Hay để trong nhà không? Rồi. Nhà này mấy phòng không nhỏ? 4 phòng chị. 4 phòng, 3 phòng tắm hả?
Nhà này 4 phòng nha, 3 phòng tắm, ở đây là một cái phòng. Đây một cái phòng. Trong đây bathroom. Rồi ở đây một cái phòng nữa. Chỗ living room lớn quá bé ơi. Hả? Ủa này ăn hả? Cái gì? Cái này là phòng ngủ ở bên đó. Phòng khách chứ hả? Ở đây là cái bếp. Còn đây là cái này gì đây? Ồ, phòng đựng đồ gì á. Ủa cho nên mới giặt máy sấy hả? Chưa có. Dạ, 1-2 ngày nữa tụi nó chờ thôi. Cái này là bếp. Trời ơi, nè ngồi ngồi ăn trên bàn này cũng nhiều lắm nè. Cái island này thôi ngồi cũng đủ mà. Nhà rất đẹp nha. Phòng ngủ phòng master bedroom. Master bedroom. Ồ, mở cửa đi ra ấy luôn. Đi ra. Phòng mấy phòng đây các bạn ơi. Đấy, này là này gì đây? Closet. Ủa này là phòng ngủ được luôn á. Nè, đây closet, đây cái closet. Ờ. Closet lớn quá trời. Đây cái closet. Hai bên. Cái cho nam, cái cho nữ. Trời ơi, đây là phòng tắm, cái này phòng tiêu để nằm riêng biệt bên bên. Ừ, nó không có hôi. Không có hôi. Cái này tắm nằm hả? Tắm đứng. Đứng. Ai muốn đứng đứng, ai muốn nằm nằm. Đó. Này, để cái hai cái sinh. Chưa mua hết rồi nhưng mà bây giờ mới trang trí. Chồng cái vợ cái phải quấn lộn. Chuẩn bị trang trí. Dạ, này được bao không? Dạ, không đèn nào. Đây nó có đèn nào hết chứ mà không. Rộng quá này con nè. Có cần trâu đó. Đúng rồi. Còn có cái phòng phòng party không outside hả? Đó trời ơi, cái này đãi nguyên cái bàn bự nhỏ ha. Ừ. Tương lai sẽ làm cái hồ bơi ở đây nữa nè. Ừ, tương lai làm hồ bơi đi nữa. Bây giờ nhà còn mới toanh nè, ngày đầu tiên cho nên đồ đạc chưa có bỏ vô. Cái này cái gì vậy ta? Ô, trong đây một cái phòng nữa. 4 phòng. Ô, thêm một cái bathroom nữa nè. Ô, bathroom này là cho mấy người mà ở outside đi vô trong đây được luôn nè. Bên này cũng có nhà tắm luôn á. Dạ. Đó, đi ra. Ra ngoài. Ví dụ như có hồ hồ bơi á, bơi vô đây tắm, vô đây rồi, tắm ha. Dạ. Dạ nó làm kiểu mới xong chị nhiều. Ồ, không có chi. À, chúc may mắn nha, chúc coi như là dạ. Dạ. Ồ thì chị đặt mới, chị đặt cái mình ăn. Nhớ mà. Nhớ. Rồi cần lấy gì nữa để em phụ người ta chứ. Giờ chị chung thôi. Có tôm nữa hả? Tôm nhảy hả? Cho mấy cái này đổ qua đây luôn. Năm con tôm, nước ngọt. Phải bán cái này cũng nước không? Tăng sơn cũng nước không? Hả? Không biết nữa.
Ôi có hamburger luôn nè. Và breakfast. Sausage. Breakfast luôn. Yeah. Có lên không? Không sáng. Giờ này nó hình như không có bán lên nữa. Thấy ở Mỹ không, dù đi đâu ở xa xôi cỡ nào cũng đầy đủ nghi thức lễ nghĩa của người Việt Nam mình á. Một bên là nước ngoài, bên là Việt Nam, đúng không? Còn heo quay là bên mấy người Tàu hả? Có chè xôi nữa đang đi tới. Thêm một câu nữa. Coi như là về nhà mới mà được may mắn có khách hàng tới thật là đông. Giờ vô trong. Vô trong là cúng cho ai mà? Trong nhà đúng không? Cái nồi cái mình là cái người gió.
bên đã thắt liền. Người thắt cái đi. Chị sao rồi cho vài ý kiến nhà mới ngày đầu tiên bước vào nhà coi à, cảm giác rất là thoải mái. Mong rằng là mấy anh chị em đều làm ăn tốt đẹp. Đây bây giờ anh chị em nào mà ở tới du lịch tới Florida đó mà muốn muốn nhà Airbnb phải không? Airbnb là website Evo, nó có như là 4-5 cái website á. Địa chỉ ở đâu nhỉ? Đây là 6523 đường 49 Avenue 1 ở St. Petersburg. Thì nhà này thì có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Đất và cây thì nói chung thì phòng khách rộng rãi thoải mái. Dạ, tương lai có hồ bơi luôn á, đúng không? Thì đằng sau đây là vài bữa nữa là làm cái hồ bơi luôn rồi. Nhưng mà bây giờ còn mới cho nên hôm nay chờ cúng kiến xong rồi tàn nhang rồi bắt đầu dọn bàn ghế furniture chờ rồi vô rồi trên Dạ. Bây giờ nhang tàn rồi nha, bây giờ xin phép xin phép ai thổ địa hả? Rồi má nè, má má gạo muối gạo không mày? Rồi muối gạo đi. Bốn hướng nha. Trộn lại. Như này là người ta cũng mừng lắm rồi. Dạ. Ông bà đây hưởng. Danh lên tay người ra bán như thế. Ôi được ăn rồi. Còn heo mà ăn không được thì mình mang về nhà tối về mai chị mình ăn tối được, về được, được, ăn. Được. Xé ra. Được. Hoặc là xé cái đùi ra ăn không? Ừ, khai vị chú đi, anh thử. Có dao mà đúng không? Dạ, có tay. Xé. Có dao mang tới. Nè, với ẹt cả nó nhỏ con mà nó. Cứ một cái đuổi rồi nhìn thử một cái ra được hay không. Anh Long đem dao nó cứ thiệt luôn hả anh Long? Long nghĩ sao vậy? Dao nó cắt bánh mì với bánh chưa nó đổi. Ôi được ăn hả? Cho ăn cái này được không? Đói quá rồi, đường xuống rồi. Không được quá, cái này xé bao tay được. Xé tay được mà. Nó có bao tay không? Nè, hamburger nè. Chiều mình ăn được nè. Chiều tối là bỏ mày qua lại ăn nè. Lucky đó. Ồ, lucky mình này của anh Tí. Về có gặp anh Sáu là nói cho em chuyển lời cảm ơn ảnh rất là nhiều. Mai chiều đã em chào. Trời ơi, chúc gọi ổng rồi. Các bạn mới nhắn tin là chúc mấy anh em làm ăn thành công và dạng này như ý được không? Anh Sáu. Chào 6 giờ sáng gọi nói giờ đang làm, bây giờ chuẩn bị làm cái cổ. Cái nào mấy công việc cho nó rồi. Hoa xé là dễ quá. Dạ. Ủa mấy cái này mình đâu có giữ lại đâu hả? Không có giữ. Nè ông ngoại ăn da đâu á, răng cỏ còn da được không? Dạ. 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 Dạ
u nè nè u rồi u rồi ăn xé gì mới ngon nè hả má giờ không có ăn ăn đi lâu lâu có một lần mà đó. Ủa cái trái này ở nhà má hả? Hả? Ở nhà má nó cắt. Thử coi, cái loại nó nhỏ hả? Cái loại nó nhỏ hả? Thấm không? Dạ. Đó, thấm nó. Mà không biết đâu, anh thử. Nó đáng ăn hả? Nó đớn rồi bà rõ nha. Có cái nhỏ nhỏ, cái gì mà.